Chào dược sĩ, con nhà em được 10 tháng 18 ngày. Cháu dạo này lười ăn. Em nghe mọi người bảo cho cháu ăn thêm vitamin B1 mỗi ngày một viên. Ăn 10 bữa lại ngưng, sau một thời gian lại ăn tiếp. Theo anh cháu bé như vậy đã ăn B1 được chưa ạ? Xin dược sĩ tư vấn giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ. Với những dấu hiệu lười ăn của trẻ như vậy thì chúng ta không thể nào mà kết luận được là trẻ bị thiếu vitamin B1. Và cái cách bổ sung như vậy là hoàn toàn là sai. Bạn nên cho trẻ ăn dặm với các loại thực phẩm giàu vitamin, ví dụ như vitamin A, D, E, C, vitamin B1, B6, B9 và B12. Thì các loại vitamin này thì có rất nhiều trong các loại thịt, rau, củ quả mà chúng ta thường thấy. Và bạn nên thay đổi liên tục chế độ ăn, giúp cho trẻ cảm giác không bị nhàm chán và thích thú hơn đối với bữa ăn của mình. Chế độ ăn hàng ngày của trẻ từ 9 cho đến 11 tháng thì bạn có thể tham khảo cái chế độ ăn dưới đây. Trong cái thời kỳ này thì trẻ có thể ăn ngày 3 bữa sáng,